Hello, xin chào cả nhà khỏe không ạ? Cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với kênh One Việt America. One chúc mọi người có một ngày thật là vui vẻ và hạnh phúc. Thì hôm nay One đến cái nhà hàng Việt Nam này có cái tên là South Việt Nam để One order thức ăn, tại họ đóng, họ không có cho vào trong nha cả nhà. Đây là những cái thực đơn ở ngoài để mình có thể order đồ ăn. Đây là ông chủ nấu bếp ở trong cái nhà hàng này. Thì hôm nay quanh đến đây quanh order bún bò Huế và một dĩa cơm thịt nướng với lại trứng, với lại quanh order bánh mì thịt. Thì cái cửa hàng này trước khi mùa dịch thì họ mở trong đó, mọi người có thể vào đó ngồi ăn thoải mái, nhưng mà bây giờ dịch thì họ đóng luôn ở trong đó luôn nha cả nhà. Mình chỉ có thể gọi để order hoặc là lên online order đồ ăn rồi đến đây để lấy đồ ăn thôi, chứ họ không có cho mình vào trong đó. Thì bất cứ cái chỗ nhà hàng cửa hàng nào bây giờ họ cũng để những cái chai nước rửa tay, thì cả nhà cũng nhìn thấy rồi, ở trên cái chai nước rửa tay đó có cái nút màu trắng với lại màu đen đó cả nhà. Là khi nào mình đến đây thì mình order đồ ăn, mình sẵn sàng order rồi thì mình bấm cái nút đó thì họ sẽ ra. Đây là cái tô bún bò Huế của One Order, họ làm chả chiên bỏ vào đây ăn cũng rất là ngon cả nhà, nhưng mà họ làm cái cọng bún nhỏ chứ không phải cái cọng bún lớn, nhưng mà ăn cũng rất là ngon. Thì bây giờ tụi anh sẽ ghé cái chợ châu Á này để mua thêm mấy cái thức ăn Việt Nam. Đây là cái tủ đông lạnh bán đồ. Cái chợ này rất là nhỏ nhưng mà đồ của họ chất rất là nhiều nha cả nhà, đủ món hết, không thiếu một thứ gì. Bên đây là cái quầy rau cải, bên đây là cái quầy bán nước tương, nước mắm, mắm nêm. Đây là cái quầy rau cải thì cũng không có nhiều lắm nhưng mà nó cũng rất là tươi. Chuối sứ, xoài. Bên đây thì có cà rốt, cải, cải trắng, cà chua, đậu que, khổ hoa, su su và cà tím. Mùa đông ở xứ lạnh mà có những cái món này cũng là hay lắm rồi cả nhà. Thì xã bên đây thì họ bán nhang đèn để mình có thể mua mình cúng vái gì đó. Ở dưới đó thì họ bán muỗng bằng mũ. Trên cái kệ bên đây thì xà bông. Cái chợ này nhỏ nhưng mà họ chất đồ rất là nhiều như thế nha, cũng rất là sạch sẽ. Thì cái chợ này khoảng chừng 1 tiếng từ nhà quanh chạy đến đây cả nhà. Chỗ khu quanh ở thì không có cái chợ châu Á nào hết, có một cái chợ nhưng mà rất là nhỏ, nhưng mà cái chợ đó của người Hoa chứ không phải của người Việt Nam. Cái chợ này là của người Việt Nam. Đây là gừng, tỏi, hành phi, hành hành củ chứ. Trên đây thì họ bán bún khô cũng nhiều đồ lắm cả nhà, cái giá cũng ok lắm. Đây là các loại bún khô, bún tàu. Cả nhà thấy mấy cái cối để đâm tiêu không? Cái cối này họ 24 đồng cả nhà. Đây là chai nước mắm con mực. Con thích ăn cái loại nước mắm này rất là ngon, nước mắm ba con cua chứ. Đây là các loại ớt khô, họ để trong tủ đông lạnh. Bên đây họ bán các loại bún khô đủ loại luôn nha cả nhà, rất là nhiều loại bún khô. Đây là những cái loại cà ri, đủ loại đủ mùi luôn để mình nấu cà ri. Cái hũ hành phi này Quynh rất là thích ăn, cái hành phi này ngon cả nhà.
Đây là cái barbecue để mình ướp với thịt mình nướng cái nhà rất là ngon. Barbecue đó của Đại Hàn. Dưới đây thì họ có đủ các loại giấm, ớt, dầu hào. Bên đây thì bán các loại bánh ăn vặt. Bên đây là những cái gói mì gói, họ bán sỉ và bán lẻ từng gói. Nhiều khi mình không thích, mình không biết cái loại đó có ngon hay không, mình không có nên mua một thùng, thì mình mua một hai gói mình ăn thử, mình thích thì lần sau mình sẽ mua. Trong đây thì cái tủ bán nước, đủ loại nước luôn như cái nhà. Đây là mì thùng Hảo Hảo, mì tô, bánh canh, đủ loại hết. Mì cay của Đại Hàn, mì của Thái Lan rất là ngon. Đây cái bịch lạp xưởng mà Quanh sẽ mua về để chiên cơm. Vì họ chất rất là nhiều ở trên cái kệ đó cả nhà. Hầu như nhà nào mình cũng mua mì để dự trữ rất là dễ ăn. Thì trước khi dịch ở chỗ trong cái khu này họ có cái nhà hàng nhỏ như cái nhà họ bán đồ to go. Mà bây giờ dịch thì họ đóng lại rồi, họ chỉ có mở cái chợ này thôi. Cả nhà thấy đó là chả giò của Việt Nam, mình không có biết có ngon không, để bữa nào mình mua thử về chiên ăn. Đây là các loại đồ thịt đông lạnh. Đây là cái bịch chả giò sầu riêng đông lạnh. Video của anh xin giới thiệu ngắn về một ngày quanh nghỉ và quanh đi chợ châu Á và đi nhà hàng Việt Nam order đồ. Nếu bạn nhà thích video xin cả nhà ủng hộ ấn like subscribe kênh quanh Việt America. Quanh cảm ơn cả nhà rất nhiều và quanh xin hẹn gặp cả nhà video kế tiếp. Thì bây giờ một ngày đi chợ xong xuôi hết rồi thì bây giờ tụi anh đang trên đường chạy về nhà. Quanh xin hẹn gặp cả nhà cái video sau nha. Bye bye cả nhà.